gần một lượng vàng trên hai cái logo hay chiếc giày, từ giày, thắt lưng, áo và kể cả cái vali sản phẩm đi bàn giao đến từng vị khách hàng, tất cả đều có logo hoặc là tên bằng chất liệu vàng nguyên khối AU750. Ví dụ như giày là một bộ đôi gần một lượng vàng trên hai cái logo hay chiếc giày, và trên mỗi cái logo đều có 3 viên kim cương hột xoàn vuông thiên nhiên tuyển chọn. Logo trên cái vali để đi giao những sản phẩm cao cấp tại Kỳ Lân Luxury cũng vậy, với cảm hứng từ Thanh Chocola, cũng như là sau này một cái sự đồng nhất từ những sản phẩm của đồng hồ Chobat trên dây đeo cũng vậy. Đây là hai bên này là có những cái ô vuông nhưng bóng và ánh và sáng từ hội ngoại, cũng như là máy móc sự nén vàng nguyên khối không bọt không xốp và kỹ thuật chuyên môn của thợ chuyên môn cao cấp để tạo ra được những cái ô vuông mà lấp lánh. Bên trong là vương miện, 3 viên kim cương trong logo vương miện, ở dưới logo vương miện và ở trên logo vương miện thì Kỳ Lân lại phong cách từ ý tưởng từ vành khía, vành bezo trên đồng hồ Rolex để tạo ra những khía chạy tia lấp lánh như thế này. Còn thắt lưng thì hai chữ KL này là hai chữ tên của Kỳ Lân, đúng phong chữ của Kỳ Lân luôn. Trên áo cũng vậy, logo vương miện, vành khía chạy tia bên ngoài lấp lánh. Vành khía này Kỳ Lân cũng lấy ý tưởng từ vành khía bezo trên đồng hồ Rolex chính hãng. Một phong cách cá nhân, một cái sự ý thích và một cái sở thích, và Kỳ Lân đã phục vụ chính sở thích và cảm xúc cho chính mình, bởi vì đây là những cái mà Kỳ Lân muốn và Kỳ Lân đã hoàn thiện đúng ý mình nhất để cho mình thích nhất, mình thoải mái nhất. Thì đối với quý khách cũng vậy, nếu như quý khách muốn những bộ combo sản phẩm theo ý mình, hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân chế tác ra những bộ sản phẩm từ vàng nguyên khối và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn ưng ý nhất và thích nhất, ăn hòa nhất.